Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông thực hiện ca kế chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Duyên đến từ Phú Thọ. Chị bị bệnh thoát vị đĩa đệm, đau thắt lưng và đau vai gáy phải nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thoát vị đĩa đệm như sau. Thứ nhất, tuổi cao là một trong những nguyên nhân gây bệnh thoát vị đĩa đệm. Tuổi tác thường đi kèm cùng với quá trình lão hóa tự nhiên. Ngoài 30 tuổi, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên. Lúc này, vòng sụn đệm cũng bắt đầu trở nên khô sơ, dễ bị tổn thương nếu chịu những lực tác động mạnh và có thể bị lứt hoặc rách khiến nhân nhầy thoát ra và chèn ép dễ thần kinh. Người tuổi càng cao, quá trình thoái hóa càng diễn ra nhanh. Thoái hóa cột sống là một trong những căn bệnh thường gặp nhất và dễ gây thoát vị đĩa đệm nhất. Chấn thương trong sinh hoạt hay lao động gây thoát vị đĩa đệm. Những người làm các công việc phải thường xuyên ngồi một chỗ trong thời gian dài, nhưng ngồi sai tư thế, ít hoạt động như vân. Những người làm các công việc phải thường xuyên ngồi một chỗ trong thời gian dài, như ngồi sai tư thế, ít hoạt động như nhân viên văn phòng, tài xế, công nhân, người hay mang vác, kéo đẩy vật nặng quá sức như phu khuân vác, cũng khiến cho cột sống bị căng tức, đĩa đệm từ đó cũng trở nên dễ bị tổn thương, gây thoát vị. Hút thuốc lá dễ gây thoát vị đĩa đệm. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, là mầm mống của nhiều căn bệnh nguy hiểm, mà còn mang lại nhiều tác hại cho hệ xương khớp và có thể gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm. Thuốc lá khiến cho nồng độ khí oxy trong máu bị suy giảm, các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các chất khoáng cần thiết cho xương khớp như canxi bị thất thoát nhiều và tiêu hao, khiến cho các mô xương sơ yếu, dễ gây loãng xương hay gãy xương. Đĩa đệm cũng vì như thế mà bị sơ hóa, dễ dẫn đến rạn nứt, làm nhân nhầy thoát ra, gây tình trạng thoát vị đĩa đệm. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm. Những người có trọng lượng quá lớn, mắc bệnh béo phì thường khiến cột sống phải chịu nhiều áp lực để chống đỡ cho cơ thể. Khi đó, các dây thần kinh và đĩa đệm thường bị căng giãn, trở lên quá tải và lâu ngày có thể bị tổn thương, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoát vị đĩa đệm. Yếu tố di truyền cũng có thể dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Những người có cấu trúc xương cột sống yếu, dễ mắc các bệnh về xương khớp cũng có thể di truyền cho các thế hệ sau. Tương tự như vậy, nếu đĩa đệm yếu, dễ bị tổn thương cũng có thể di truyền bệnh thoát vị đĩa đệm cho con cháu. Bệnh thoát vị đĩa đệm có thể gây ra nhiều biến chứng và hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh như rối loạn đại tiểu tiện, teo cơ chân tay, mất khả năng vận động hoặc trở lên tàn phế ảnh hưởng đến cuộc sống. Do đó, chúng ta cần nhận biết các nguyên nhân gây bệnh thoát vị đĩa đệm để có biện pháp phòng ngừa căn bệnh này hiệu quả, từ đó tránh được những hậu quả đáng tiếc. Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe. Sau đây, Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông xin giải thích về phương pháp kế chỉ và những điều cần lưu ý khi đi kế chỉ. Kế chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt hút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt hút ở trong huyệt, đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện. Và từ xung điện này, nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp, tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh, cơ, xương, khớp, hô hấp. Phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi kế chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi kế chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp kế chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy là một loại protein tự tiêu được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật và rất an toàn. Với phương pháp kế chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp,
liệt dây thần kinh số 7, liệt lửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu, bia, nước ngọt, cà phê. Không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi cấy chỉ, các bạn cần tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rộng, thoải mái. Sau khi cấy chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Viện Hải Thượng Nạn Ông kính chúc bệnh nhân mau khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấy chỉ.vn.